Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Hoàng Dung và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, 14 tháng 6 năm 2024. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi bản tin thế giới đầu tiên với Đức Vượng. Mở đầu phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ Peru, một hải cảng khổng lồ do Trung Quốc xây dựng ở khu vực Nam Mỹ khiến cho chính phủ Washington bừng tỉnh lo ngại. Một hải cảng khổng lồ dành cho những chiếc tàu chở container đang được xây dựng ở Chancay, cách thủ đô Lima của Peru khoảng 72 cây số về phía bắc và do Trung Cộng là quốc gia giao thương lớn nhất của Peru đổ vốn xây dựng hải cảng này sẽ tiếp đón một số tàu chở hàng lớn nhất thế giới và đóng vai trò là đầu cầu kinh tế của Trung Cộng tại khu vực châu Mỹ Latin, là khu vực có lịch sử chịu ảnh hưởng lớn từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự đầu tư của Trung Cộng tại vùng này đang tăng mạnh hơn bao giờ hết. Chủ tịch Trung Cộng là ông Tập Cận Bình, theo dự kiến, sẽ có mặt tại buổi lễ khánh thành hải cảng này vào cuối năm nay, đánh dấu chuyến đi đầu tiên của ông ta tới lục địa này kể từ sau đại dịch Covid-19 khu vực hải cảng Chancay có diện tích lớn do công ty chính phủ trung cộng là Costco, là một trong những công ty vận tải hàng hải lớn nhất thế giới nắm quyền sở hữu 60%, trong khi 40% còn lại thuộc sở hữu của tổng công ty khai thác mỏ Vulcan của Peru. Từ lâu nay, Trung Cộng đã là quốc gia giao thương hàng đầu của hầu hết các quốc gia ở khu vực Nam Mỹ, Do đó, chính phủ Hoa Kỳ lo ngại việc Trung Cộng kiểm soát nơi mà có thể trở thành trung tâm thương mại toàn cầu thực sự đầu tiên của Nam Mỹ sẽ cho phép Trung Cộng gia tăng hơn nữa sức ảnh hưởng của họ trong khu vực giàu tài nguyên này, đặc biệt là gia tăng sức ảnh hưởng đối với các quốc gia láng giềng gần nhất của Hoa Kỳ và cuối cùng là có thể đưa quân đội tới các quốc gia đó. Các cựu viên chức của Hoa Kỳ cũng cho rằng Dự án này làm lộ rõ khoảng trống ngoại giao mà Hoa Kỳ đã để lại ở khu vực châu Mỹ Latin khi mà Hoa Kỳ tập trung nguồn lực ở những nơi khác, gần đây nhất là ở Ukraine và khu vực Trung Đông. Và kính thưa quý vị, Khu Chi Bảy đồng ý vay 50 tỷ Mỹ Kim viện trợ cho Ukraine. Giới chức của Pháp tiết lộ, các lãnh đạo khối chi bảy đã đồng ý thế chấp lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của Nga để vay khoảng 50 tỷ Mỹ kim viện trợ cho Ukraine. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận, quan chức trong văn phòng tổng thống tổ pháp vào ngày 13 tháng 6 tiết lộ với AFP, đề cập đến sáng kiến tận dụng lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của Nga để thế chấp cho khoản vay khoảng 50 tỷ Mỹ kim viện trợ cho Ukraine trong năm 2024. Thỏa thuận viện trợ cho các chương trình tái thiết Ukraine được lãnh đạo khối G7 nước Mỹ, Canada, Pháp, Anh Quốc, Italy, Đức và Nhật Bản công bố tại hội nghị thượng đỉnh khối G7 ngân sách viện trợ được huy động bằng cách vay các tổ chức tài chính, dùng lãi suất từ khối tài sản khoảng 325 tỷ Mỹ Kim bị đóng băng của Nga để thế chấp. Ý tưởng của phía Mỹ đó là hoán đổi tiền lãi từ khối tài sản của Nga bị phong tỏa thành tiền thanh toán khoản vay cho Ukraine, quan chức của Pháp cho biết. Nếu tài sản của Nga được gỡ phong tỏa hoặc là không đủ để thế chấp khoản vay, thì các nước sẽ cân nhắc phương án sang sẻ trách nhiệm. Trong chuyến công du tuần qua tại Pháp dự lễ kỷ niệm chiến dịch đổ bộ Normandy trong Thế chiến thứ hai, Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như đã thuyết phục thành công Tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron ủng hộ ý tưởng này. Ukraine và Hoa Kỳ ký kết thỏa thuận an ninh kéo dài 10 năm. Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden và Tổng thống Zelensky đã ký thỏa thuận an ninh 10 năm nhằm gia tăng sự trợ giúp cho Ukraine đối phó với Nga. Tổng thống Hoa Kỳ và Tổng thống Ukraine đã ký thỏa thuận an ninh song phương 10 năm tại cuộc gặp gỡ bên lề hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7 ở nước Ý. Thỏa thuận này công nhận rằng đây là chiếc cầu nối giúp cho Ukraine sau cùng sẽ trở thành thành viên của khối NATO. Trong trường hợp Ukraine bị tấn công hoặc bị đe dọa tấn công, các viên chức hàng đầu của Hoa Kỳ và Ukraine sẽ họp khẩn cấp trong vòng 24 tiếng đồng hồ để bàn thảo cách thức mà ứng phó cũng như xác định Ukraine cần phải có thêm biện pháp phòng thủ. Hoa Kỳ cũng tái khẳng định sự cam kết trợ giúp cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Thỏa thuận cũng nêu rõ như sau, để bảo đảm an ninh của Ukraine thì hai bên công nhận Ukraine cần phải có quân đội lớn mạnh và đầu tư lâu dài vào công nghiệp quốc phòng phù hợp với tiêu chuẩn của khối NATO. Hoa Kỳ dự tính sẽ trợ giúp dài hạn về các trang thiết bị cũng như việc huấn luyện và cố vấn, tình báo, an ninh, công nghiệp quốc phòng, thể chế cũng như các vấn đề khác cho Ukraine nhằm giúp cho Ukraine phát triển có đủ khả năng để bảo vệ đất nước này cũng như răng đe các đợt gây hấn trong tương lai. Tổng thống Ukraine là ông Zelensky mô tả thỏa thuận an ninh với Hoa Kỳ vừa được ký kết là chưa từng có. Trước khi Hoa Kỳ ký kết với Ukraine, thì Ukraine cũng đã ký thỏa thuận an ninh song phương với 15 quốc gia, trong đó có Nhật Bản, Latvia, Phần Lan, Canada, Ý, Anh Quốc, Đức, Pháp và Đan Mạch. Nga nói, ông Joe Biden muốn châu Âu đổ máu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Zarakova cáo buộc Tổng thống Joe Biden muốn châu Âu đổ máu nhiều hơn nữa để tiếp tục nắm quyền ở Mỹ, các nước liên minh châu Âu có nhận ra rằng Washington đang lôi kéo họ vào cuộc đối đầu trực tiếp với Nga như lá cờ khối NATO hay không? Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zdrachova, đã viết trên Telegram vào ngày 13 tháng 6, cái bình luận về phát biểu trước đó một ngày của Tổng thư ký khối NATO Jens Stoltenberg. Ông Stoltenberg cho biết việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ trở thành nghĩa vụ bắt buộc đối với các nước thành viên khối NATO, và nói thêm rằng hoạt động này sẽ được điều phối bởi tướng Christopher Cavoli, lãnh đạo Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, kiêm tư lệnh đồng minh tối cao tại châu Âu của khối NATO. Washington và đồng minh đang điên cuồng cáo buộc Nga rằng là sắp có hành động gây hấn với các quốc gia khối phương Tây. Điều này chỉ có một lý do duy nhất, chính quyền Ông Joe Biden còn châu Âu đổ máu nhiều hơn nữa để giữ cho chính phủ của mình và nền kinh tế của Mỹ không bị sụp đổ. Bà Zakharova đã nói xong không giải thích thêm. Giới chức của Nga từng nhiều lần cáo buộc Mỹ đang hưởng lợi nhờ chiến sự tại Ukraine. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh của Nga, Dmitry Medvedev, tháng 8 năm 2023 đã cáo buộc nền công nghiệp quốc phòng của Mỹ và cả châu Âu đang kiếm tiền từ cuộc xung đột và thu lợi nhuận khổng lồ bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine. Vâng, tiếp theo phần tin thế giới. Khối NATO cho biết như sau, 300.000 quân lính của Liên minh NATO sẵn sàng phản ứng khẩn cấp khi có chiến sự. Vào ngày hôm qua, 13 tháng 6, các viên chức cao cấp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, tức là khối NATO, cho biết rằng các quốc gia của liên minh này đã đạt mục tiêu chuẩn bị 300.000 binh sĩ trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ Kể từ khi Nga đem quân xâm lược Ukraine, các nhà lãnh đạo của khối NATO đã đồng ý gia tăng ồ ạt số lượng mà các vị chỉ huy trong khối này có thể đưa tới chiến trường trong vòng 30 ngày. Việc gia tăng lực lượng sẵn sàng phản ứng khẩn cấp là một phần trong kế hoạch cải tổ rộng lớn hơn của NATO đã được ký kết tại hội nghị thượng đỉnh của khối này vào năm ngoái. Hành động này nhằm đối phó với nguy cơ đến từ nước Nga lần đầu tiên được đặt ra kể từ khi kết thúc chiến tranh lệnh kế hoạch lần này đặt ra một kịch bản hành động cho mỗi thành viên của khối nato trong trường hợp xảy ra chiến tranh với nga các vị chỉ huy của khối nato hiện nay đang cố gắng bảo đảm rằng họ có đủ khả năng để đưa binh sĩ tới chiến đấu nếu như kế hoạch này cần đến tuy nhiên khối nato phải đối mặt với sự thiếu hụt các loại vũ khí quan trọng như hệ thống phòng không và hỏa tiễn tầm xa một viên chức của khối NATO thừa nhận như sau, có những khoảng cách về năng lực, có những thứ mà chúng tôi không có đủ vào lúc này với tư cách là một liên minh và chúng tôi cần phải giải quyết. Europol mất 3 năm để triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn, thu 8 tấn khô khen. Vào ngày 13 tháng 6, cơ quan cảnh sát liên minh châu Âu Europol thông báo vừa triệt phá một đường dây buôn ma túy vào châu Âu, tiến hành 40 vụ bắt giữ và thu giữ 8 tấn cocaine. Cụ thể, Europol cho biết đã triệt phá hoàn toàn đường dây buôn ma túy do các đối tượng ở thổ nhĩ kỳ và Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất điều khiển, sau khi thực hiện chiến dịch điều tra và truy bắt trong suốt 3 năm qua. Chiến dịch có sự tham gia của lực lượng cảnh sát từ hàng chục quốc gia trả dài từ Brazil đến Tây Ban Nha qua Thổ Nhĩ Kỳ. Những vụ bắt giữ cuối cùng được thực hiện vào ngày 12 tháng 6. Theo Europol, thì giai đoạn cuối cùng của chiến dịch được đánh dấu bằng việc Cơ quan Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha đã phát hiện 700 kg cocaine trên một chiếc thuyền ngoài khơi quần đảo Canary do các công dân Croatia và Italy điều khiển. Thông tin về vụ phát hiện số lượng lớn khô khen được chia sẻ với các lực lượng cảnh sát khác. Từ đó đã giúp tìm thấy mối liên hệ với các vụ bắt giữ trước đó cũng như xác định được những kẻ chủ mưu. Đường dây buôn lậu này vận chuyển khô khen từ Nam Mỹ đến các trung tâm hậu cần ở Tây Phi và quần đảo Canary để điều chế. Sau đó thì ma túy tiếp tục được chuyển đến các địa điểm ở Bỉ, Croatia, Đức, Italy và Tây Ban Nha để phân phối khắp châu Âu. Europol còn cho biết thêm nhiều tài sản của mạng lưới ma túy với tổng giá trị vài chục triệu euro đã bị tịch thu hoặc là phòng tỏa. Tuy liên quan tới giải túc cầu châu Âu năm 2024, nước Đức chuẩn bị lực lượng lớn chưa từng có để bảo đảm an toàn cho giải thi đấu túc cầu Euro năm 2024. Vấn đề cổ động viên quá khích cũng như bạo lực gia tăng xung quanh các trận à, túc cầu hồi gần đây là hai trong những yếu tố gây ra sự lo ngại về vấn đề an ninh của nước Đức khi mà quốc gia này đăng cai vòng chung kết Euro 2024. Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Đức là Nancy Faeser cho hay nước Đức đã sẵn sàng chuẩn bị các lực lượng bảo đảm an ninh ở mức độ cao nhất từ trước cho tới nay, đề phòng mọi nguy cơ từ cổ động viên quá khích cho tới khủng bố hoặc là tội phạm qua Internet. Theo đó sẽ có khoảng 22.000 cảnh sát túc trực mỗi ngày trong suốt một tháng diễn ra các giải thi đấu từ ngày 14 tháng 6 cho tới ngày 14 tháng 7 và không có ngày nào nghỉ. Trả lời phỏng vấn báo giới, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Đức là La Hamson xác nhận như sau: Đối với cảnh sát liên bang Đức thì đây là đợt chuẩn bị lớn nhất kể từ khi lực lượng này được thành lập vào năm 1951. Cảnh sát của nước Đức sẽ được trợ giúp bởi các đồng nghiệp đến từ các quốc gia tham gia giải thi đấu túc cầu này. Bên cạnh đó là các biện pháp kiểm soát bi biên giới trong Liên minh châu Âu cũng tạm thời được dừng lại. Một thách thức lớn đối với công tác bảo đảm an ninh tại giải thi đấu túc cầu Euro 2024 đó là các trận đấu sẽ diễn ra trên khắp 10 thành phố của nước Đức, trong đó có 4 thành phố ở khu vực đô thị đông dân cư Reitreuth. Right các cổ động viên có thể dễ dàng đến các khu vực này từ các quốc gia lân cận thông qua một số tuyến hỏa xa, nhất là tại châu Âu. Giải thi đấu lớn nhất châu lục này tiềm ẩn nguy cơ bạo lực liên quan tới túc cầu, vốn gia tăng đều đặn trên khắp châu Âu kể từ năm 2021 tới nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden bị kiện, vì đã dừng cấp quyền tị nạn cho những người di cư. Các nhóm bảo vệ quyền những người nhập cư đã kiện chính quyền của ông Biden vì sắc lệnh dừng cấp quyền tị nạn cho những người di cư bất hợp pháp từ Mexico. Các nhóm bảo vệ quyền những người nhập cư do Liên minh Tự do Dân sự của Mỹ dẫn đầu đã đề đơn kiện lên Tòa án Liên bang ở thủ đô Washington lập luận rằng các hạn chế do chính quyền Tổng thống Joe Biden ban bố vào tuần trước đã vi phạm luật tị nạn của Mỹ Họ cũng cáo buộc ông Joe Biden là đã không tuân theo thủ tục pháp lý phù hợp. Ông Lee Chulern, phó giám đốc dự án quyền những người nhập cư của Liên minh Tự do Dân sự cho rằng, chính quyền của ông Joe Biden không có quyền đơn phương gạt bỏ các luật do quốc hội ban hành. Sắc lệnh dừng cấp quyền tị nạn cho những người di cư vào Mỹ bất hợp pháp có hiệu lực từ ngày 5 tháng 6, khi mà con số này vượt 2.500 người mỗi ngày. Sắc lệnh cũng khiến cho những người di cư bất hợp pháp dễ dàng bị trục xuất trở lại Mexico. Các biện pháp hạn chế sẽ được duy trì cho đến khi mà con số giảm xuống dưới 1.500 người vượt biên trái phép mỗi ngày trong vòng 3 tuần. Sắc lệnh mới không áp dụng với những trẻ em không có người lớn đi cùng, những người phải đối mặt với các mối đe dọa nghiêm trọng về y tế hoặc là an toàn và nạn nhân buôn người. Hiện thì chưa rõ Mỹ làm thế nào để có thể nhanh chóng trục xuất những người di cư từ các quốc gia ở xa hoặc là có mối quan hệ lạnh nhạt với Washington. Và liệu là Mexico có tiếp nhận những người di cư không phải là công dân nước này bị trục xuất trở lại hay không? Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ tiếp tục châu bán rộng rãi loại thuốc phá thai Mifepristone. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vào hôm thứ Năm 13 tháng 6 vừa qua đã bác bỏ đơn kiện của Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm, tức là FDA của Hoa Kỳ, cho bán rộng rãi loại thuốc phá thai Mifepristone. Theo đài CNN và CBS News, thì các thẩm phán đã đồng ý đưa ra phán quyết tiếp tục cho phép bán loại thuốc này cho bệnh nhân qua thư mà không cần đi khám bác sĩ. Phán quyết này là sự thất bại lớn cho phong trào chống phá thai đây là vụ xét xử quan trọng đầu tiên của Tối cao Pháp viện về quyền sinh sản kể từ khi nhóm đa số bảo thủ của tòa án hủy bỏ phán quyết lịch sử về quyền phá thai Roe v Wade vào năm 2022. Đơn kiện nêu trên do một nhóm bác sĩ chống phá thai nộp lên Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Trong đơn, các bác sĩ này cho hay công việc của họ bị ảnh hưởng vì họ phải điều trị nhiều phụ nữ bị biến chứng sau khi sử dụng thuốc Mifepristone cơ quan FDA và nhiều tổ chức y tế bên ngoài từng nhấn mạnh rằng thuốc Mifepristone là an toàn. Hiện nay, phương cách phá thai bằng thuốc là cách thức phá thai phổ biến nhất tại Hoa Kỳ. Gần 2 phần 3 tổng số các vụ phá thai ở nước Mỹ trong năm ngoái, với khoảng 642.700 vụ là sử dụng thuốc, theo bản phúc trình tháng 3 của Gertmacher Institute, là tổ chức nghiên cứu và chính sách chuyên về sức khỏe tình dục và sinh sản cho hay tổ chức này ủng hộ quyền phá thai. Từ năm 2000 là năm mà cơ quan FDA chuẩn thuận cho loại thuốc phá thai Mifepristone cho tới năm 2016, thì năm gần đây nhất có dữ liệu có hơn 2 triệu 750 ngàn phụ nữ tại Hoa Kỳ sử dụng thuốc Mifepristone để phá thai. Mưa nặng hạt ngập lụt đe dọa phía nam của Florida, thống đốc ban bố tình huống khẩn cấp. Kính thưa quý vị, nhiều cộng đồng trên khắp miền nam Florida trong đó có cả khu vực Miami và Fort Lauderdale đã bị ngập lụt vì mưa xối xả, là do thống đốc tiểu bang phải ban bố tình trạng khẩn cấp và khiến cho nhiều tài xế bị mắc kẹt trên khắp khu vực, theo đài CNN Weather cho biết. Cảnh cáo lũ lụt có hiệu lực trong đêm thứ tư tại một số khu vực thuộc các quận Broward, Miami, Dade, Collier và Hendry cho tới sáng thứ năm theo cơ quan thời tiết quốc gia NWS, đồng thời báo động rằng tình trạng lũ lụt đe dọa tính mạng vẫn tiếp diễn. Tại Miami, băng tu hình cho thấy nhiều chiếc xe hơi gần như chìm nhiễm trong nước. Đây là ngày thứ hai liên tiếp mà khu vực Miami phải đương đầu với thảm họa ngập lụt. Bão trúc xuống lượng mưa từ 2 cho tới 5 inches, tương đương 50.8 cho tới 127 mm và làm đường xá ngập lụt. Các viên chức kêu gọi những người dân ẩn náu tại chỗ và dừng lái xe hoặc là đi bộ qua vùng lũ. Thống đốc Florida, ông Ron DeSantis đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các quận Broward, Collier, Lee, Miami, Dade và Sarasota viết rằng mưa như thác đổ và lũ lụt ảnh hưởng tới năng lực hoạt động của các hạ tầng cơ sở quan trọng, gồm xa lộ liên bang huyết mạch, đường bộ, trường học và sân bay. Tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 thường là những tháng ẩm ương mưa lũ nhiều nhất trong năm ở nhiều nơi tại Florida. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ. Một cụ ông 85 tuổi bị lừa mất hơn 4.000 Mỹ Kim tại bãi đậu xe của siêu thị Trader Joe ở Sonoma. Một người đàn ông đã bị bắt giữ vì cáo buộc lừa đảo một cụ ông lớn tuổi để lấy đi 4.000 Mỹ Kim ở Petaluma. Cảnh sát cho hay, nghi phạm có tên là Florian Martel, 25 tuổi. Cư dân của Sacramento từng có liên quan tới hành vi tương tự trong quá khứ, Cảnh sát bắt đầu điều tra tình hình sau khi nhận được tin báo là cụ ông 85 tuổi kia bị mất tích. Cụ ông biến mất sau khi rời khỏi nhà để đến siêu thị Trader Joe's. Xe của ông cụ bỏ lại trong bãi đậu xe. Gia đình ông nói rằng họ đã nói chuyện điện thoại với cụ ông trước khi ông biến mất và họ có nghe thấy một giọng nói khác ở phía sau lưng ông đang cố gắng bán một món đồ trang sức cho ông. Cảnh sát đã truy dấu điện thoại của nạn nhân và phát hiện Cuộc điện thoại này diễn ra ở Kotari. Giao dịch mua bán cuối cùng của ông là một tại sòng bạc ở địa phương. Nạn nhân đã quay lại xe khoảng một tiếng đồng hồ sau đó và ngay lập tức được cảnh sát liên lạc. Cụ ông cho biết rằng trước đó một người đàn ông đã đến và chào bán một món trang sức bằng vàng. Nghi phạm đã chở cụ ông tới một số ngân hàng và các sòng bạc để yêu cầu cụ ông hãy rút tiền mặt. Cụ ông đã rút tổng cộng là 4.000 Mỹ Kim và đưa cho nghi phạm này trước khi cụ ông được đưa trở lại bãi đậu xe. Đồ trang sức được xác định là đồ giả. Cảnh sát đã coi lại đoạn video giám sát từ sòng bạc và xác định được nghi phạm có tên là Mattel và bắt giữ hắn ta ngay sau đó. Và cảnh sát cho rằng nghi phạm này đang chạy trốn khỏi chính quyền ở Fairfax của tiểu bang Virginia, nơi mà hắn ta có lệnh bắt cóc bằng vũ lực cũng như cướp bằng vũ lực. Người này bị đưa vào nhà tù của quận hạt Sonoma vì trọng tội lạm dụng tài chính đối với những người cao tuổi. Chương trình bán hàng tự động bất hợp pháp gây lo ngại ở San Bernardino Người dân địa phương đang lên tiếng phản đối các lãnh đạo quận hạt San Bernardino về những nỗ lực mà họ cho rằng đang nhắm đến những người bán thức ăn đường phố một cách tiêu cực. Một cuộc biểu tình đã được tổ chức bên ngoài Covington Chambers khi ban giám sát quận hạt San Bernardino đã bỏ phiếu về ngân sách 9.8 tỷ mỹ kim cho năm tài chính năm 2024 đến năm 2025. Brian Sanchez, thuộc liên minh vì tư pháp người nhập cư, một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào vận động chính sách về các vấn đề ảnh hưởng đến cộng đồng những người nhập cư ở Hoa Kỳ cho biết trong ngân sách đó, thì chính quyền muốn phân bổ hơn 480.000 Mỹ Kim để tạo ra một chương trình bán hàng rong tự động và hợp pháp. Những người phản đối tin rằng, động thái này có thể mở ra sự cạnh tranh tiêu cực cho những cư dân phụ thuộc vào việc bán hàng rong để kiếm sống và tồn tại. Tuy nhiên, các giới chức quận cho biết, chương trình bán hàng tự động trên đường phố không có gì mới và sẽ chỉ bổ sung thêm vào các vị trí để mở rộng các hoạt động hiện có vào cuối tuần. Các giới chức cũng lưu ý rằng, các nhà cung cấp chương trình bán hàng tự động phải xin giấy phép để bảo vệ an toàn và sức khỏe cộng đồng. Một người đàn ông gốc Việt tại Hawaii chết đuối vì cố gắng cứu đứa con gái ở ngoài biển. Giờ hưu trách tại Honolulu, loan tin, một người đàn ông gốc Việt 52 tuổi bị chết đuối gần với đảo Magic Island trong lúc cố gắng cứu người con gái. Văn phòng giám định y khoa ở Honolulu nhận dạng nạn nhân có tên là David Huỳnh, là cư dân của Honolulu. Các nguồn tin theo dõi sát sao tiến trình điều tra cho đài Island News biết rằng ông David Huỳnh đi chơi ở bãi biển cùng với con gái 11 tuổi và cậu con trai 23 tuổi. Con gái của ông David Huỳnh đang bơi thì gặp phải sóng dữ. Ông David Huỳnh đã lao xuống biển để cứu con gái, thế nhưng ông cũng bắt đầu phải vật lộn với sóng biển sau đó con trai của ông david huỳnh cũng lại lao ra biển để cố gắng cứu cha của mình và em gái của mình một nhân viên cứu nạn kịp thời phản ứng và đã chèo thuyền ra để cứu cả ba người nhân viên cứu nạn đưa cả ba người lên bờ và được cơ quan y tế khẩn cấp ở honolulu chở đi bệnh viện ông david huỳnh khi đó đang trong tình trạng nguy kịch con trai và con gái của ông thì bị thương nghiêm trọng nhưng thật không may sau đó ông David Huynh đã qua đời tại bệnh viện ở Honolulu. Houston là thành phố thu nhập đủ sống cho các gia đình có hai con. Ngay cả khi mà hàng triệu người Mỹ có thu nhập trung bình và thu nhập thấp đang cảm thấy bị áp lực bởi chi phí nhà ở, đi lại và nhu yếu phẩm, thì Houston và các thành phố lớn khác của Texas vẫn nổi lên là nơi có giá cả phải chăng nhất nước Mỹ dành cho các gia đình lao động. Theo báo Houston Chronicle, thì một nghiên cứu mới cho thấy, một gia đình người Mỹ có hai con vẫn cần phải kiếm được hơn 100.000 Mỹ Kim mỗi năm để trang trải các nhu cầu thiết yếu như là thực phẩm, chăm sóc trẻ em và các tiện ích tại 85 trong số 100 thành phố lớn nhất nước Mỹ, bao gồm cả Austin, Dallas, Houston và San Antonio của Texas. Theo một phân tích mới từ Credit News Research, một trang web tập trung vào tài chính cá nhân, xem xét những yếu tố coi là tầng lớp lao động. Tất nhiên, định nghĩa về tầng lớp lao động giống như là tầng lớp trung lưu ở Mỹ có phần hơi mơ hồ. Tương tự như là Credit News Research cho biết thì các nhà hoạch định chính sách thường tranh luận về điều gì tạo nên mức lương đủ sống. Nghiên cứu cho thấy các thành phố có giá đắt đỏ nhất là San Jose và San Francisco của California và Boston, Massachusetts, Houston Thành phố lớn thứ tư của nước Mỹ được xếp hạng là thành phố đắt đỏ thứ 79. Đối với một gia đình có hai con ở vùng Houston thì thu nhập đủ sống phải bắt đầu từ 102 hay là 105, Sam phân tích gia cấp cao của Credit News Research cho biết, cách đây không lâu thì thu nhập sáu con số là minh chứng cho sự thành công về mặt tài chính. Nhưng giờ đây thì ở nhiều nơi trên đất Mỹ Thu nhập 6 con số hầu như chỉ vừa đủ tiêu chuẩn để được coi là tầng lớp lao động và thậm chí còn không đủ để trang trải cho nhu cầu cơ bản của một gia đình trung bình. Thưa quý vị, sau đây là phần tin Á châu. Philippines sẽ mở rộng căn cứ mới hướng ra biển Đông. Theo tài liệu đấu thầu và kế hoạch phát triển của lực lượng không quân Philippines một căn cứ quân sự tiền phương mới sẽ được khởi công tại phi trường quốc tế Vịnh Subic để trợ giúp cho máy bay trinh sát và tấn công. Dự án này đánh dấu sự trở lại và tái đầu tư mạnh mẽ của Philippines tại Vịnh Subic, nơi từng là căn cứ trước đây của Hải quân Hoa Kỳ. Địa lý nằm gần kề của phi trường với bãi cảng Scarborough và Biển Đông là lý do chính cho việc xây dựng căn cứ quân sự này ở Vịnh Subic đó là theo Naval News, trích dẫn các tài liệu của lực lượng không quân Philippines về dự án này. Theo như kế hoạch thì, phi trường mới ở Subic có thể trở thành điểm trợ giúp cho cả các hoạt động trên bộ cũng như trên biển để giúp đưa lực lượng ra ngoài lãnh hải cũng như vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Trị giá của dự án này ước tính lên tới 2 triệu 500 ngàn Mỹ Kim. Về lâu, về dài thì Philippines dự kiến sẽ xây dựng một căn cứ tuần tra hàng hải và máy bay không người lái chuyên dụng tại Vịnh Subic, dựa trên cơ sở các mục tiêu trong hướng dẫn kế hoạch quốc phòng năm 2020 cho tới năm 2025 của Bộ Quốc phòng Philippines đưa ra. Ông Joshua Bernard Espana là phó chủ tịch của Tổ chức Cố vấn Hợp tác An ninh và Phát triển Quốc tế của Philippines cho rằng căn cứ mới này tại Vịnh Subic là một bước nhảy vọt đáng kể trong những quyết tâm phát triển các hoạt động chung của quân đội Philippines. Ông Hun Sen cho biết, nếu bạn không biết rõ Hun Sen, đừng gây rối với Hun Sen. Theo báo Common Times vào ngày 13 tháng 6, ông Hun Sen đăng tải lên mạng xã hội nội dung phản hồi tác giả David Hutt, người viết bài báo Gần đây, giám đốc CIA có ở Phnom Penh hay không? đăng tải trên tạp chí tờ Diplomat, trong đó đặt nghi vấn về tuyên bố của ông Hun Sen rằng ông đã gặp giám đốc CIA vào hôm 2 tháng 6. David Hut là nhà báo và nhà bình luận của tạp chí tờ Diplomat. Nếu bạn không biết rõ Hun Sen, đừng gây rối với Hun Sen. Báo Kirkman Times dẫn bài đăng của ông Hun Sen, cựu thủ tướng và hiện là chủ tịch Thượng viện Campuchia. Ông Hun Sen trong bài viết, giải thích lý do tại sao campuchia không cử đại diện tham dự hội nghị hòa bình ukraine cuối bài ông cho biết ông đã giải thích tất cả những điều này với giám đốc cia và bộ trưởng bộ quốc phòng mỹ khi họ đến gặp tôi giám đốc cia cơ quan tình báo trung ương mỹ hiện nay là ông william burns tác giả hutch cho rằng không có thông tin nào cho thấy ông burns có mặt tại châu á hay là campuchia vào thời điểm đó tác giả hutch nhận định Ông Hun Sen có chủ ý khi nhắc đến ông Burns nhằm khẳng định việc không có ảnh hưởng của Trung Quốc lên chính sách của Campuchia. Theo đó, ông Hun Sen không chịu tác động từ Bắc Kinh nên ông đã gặp CIA. Sự hợp tác chủ yếu của chúng tôi là chống khủng bố và không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào. Campuchia cũng có hợp tác tình báo với các nước khác vì đây là hoạt động bình thường của một quốc gia có chủ quyền. Khi thấy nước lặng, đừng nghĩ rằng không nước không có cá. Khi Hun Sen không nói, đừng nghĩ rằng Hun Sen không biết nói. Ông Hun Sen đã nhấn mạnh như vậy, thưa quý vị. Trở lại với tình hình kinh tế của Trung Cộng, các nhà bán lẻ với giá rẻ của Trung Cộng đã giảm giá hầu hết mọi thứ, từ cà phê cho tới xe hơi và cả quần áo, để thu hút người tiêu dùng vốn đang lo lắng vì cuộc khủng hoảng về địa ốc, bên cạnh đó là tỷ lệ thất nghiệp cao cũng như triển vọng về kinh tế ảm đạm. Tuy nhiên, điều đó lại tạo ra một cuộc chiến về giá cả, khiến cho gia tăng sự lo ngại về tình hình giảm phát tại Trung Cộng hiện nay. Một giáo sư kinh tế học có tên là He Ling Shi tại trường đại học Monash ở Melbourne của nước Úc cho biết như sau. Nếu tình trạng này kéo dài, thì Trung Cộng có thể bị rơi vào cái gọi là vòng lẫn quẩn, bao gồm lĩnh vực tiêu dùng giảm đi, tình trạng giảm phát gia tăng, lợi nhuận thì thấp, dẫn tới tiền lương thấp Điều này càng đẩy người tiêu dùng giảm mức chi tiêu. Các nhà sản xuất xe hơi ở Trung Cộng cũng đã tham gia vào cuộc chiến về giá cả trong gần 2 năm qua do nhu cầu trong nước bị giảm đi rất nhiều. Trong 2 tháng qua, một số đại lý xe hơi và các công ty tài chính đã tung ra các chương trình cho vay không cần trả trước, thậm chí phân lời bằng zero. Nhiều chuyên gia về kinh tế đồng loạt cảnh báo, tình trạng giảm phát là một vấn đề nghiêm trọng Nhật Bản đã phải vật lộn với tình trạng này trong suốt hơn 30 năm. Bộ trưởng Nội vụ của nước Úc Claire O'Neill tuyên bố, thay đổi mới trong chính sách visa của Úc sẽ bắt đầu có hiệu lực ngay từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Một người đang ở Úc bằng visa du lịch hoặc visa tốt nghiệp tạm thời sẽ không được cho phép chuyển sang visa du học. Theo chính phủ của nước Úc, quy định mới có thể sẽ giúp chấm dứt tình trạng chuyển đổi thị thực và bịt các lỗ hỏng về di trú tại Úc. Tương tự, không ít sinh viên đã tốt nghiệp một trường ở Úc lại ghi danh tiếp một chương trình học nữa, thường là một chương trình học nghề hoặc là trá hình nhằm tiếp tục được cư trú tại nước Úc. Nhóm này đã xin chuyển đổi visa tốt nghiệp tạm thời thành visa du học. Bộ trưởng O'Neill cho rằng, chiến lược di trú của nước này đã vạch ra một kế hoạch rõ ràng nhằm khắc phục những kẻ hở trong việc giáo dục quốc tế. Theo số liệu từ chính phủ của nước Úc, thì số lượng người đến Úc theo visa du lịch rồi tìm cách ở lại nhờ vào chuyển đổi thành visa du lịch ngày càng phổ biến. Hơn 36.000 đơn ghi danh theo diện trên được thống kê từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 cho đến ngày 31 tháng 5 năm 2024. Trong khi đó, thì số lượng sinh viên quốc tế ở lại Úc bằng thị thực sinh viên thứ hai hoặc là tiếp theo đã tăng hơn 30% lên hơn 150.000 vào năm học năm 2022 cho đến năm 2023. Nhà nhân khẩu học người Úc Peter McDonald cho rằng, nhận ít đơn thị thực hơn từ những người đang ở trong nước là một cách quản lý nhập cư tốt hơn. Quy định mới dự kiến sẽ ảnh hưởng nhiều đến tuyển sinh của các trường đại học của nước Úc trong ít nhất là 3 tháng tới. Tiếp theo là tin liên quan tới các cuộc thử nghiệm một tuần làm việc 4 ngày ở Indonesia. Bộ Doanh nghiệp của Chính phủ Indonesia vừa bắt đầu thí điểm làm việc 4 ngày một tuần nhằm cải thiện phúc lợi cho các nhân viên. Theo hãng tin Compass của Indonesia, thì chương trình này bắt đầu trong tuần này và sẽ kéo dài trong 2 tháng trong chương trình thử nghiệm, các nhân viên có thể nộp đơn xin làm việc 4 ngày một tuần và cách nhau 2 tuần một lần. Để hội đủ điều kiện tham gia cuộc thử nghiệm này thì các nhân viên này phải làm việc tối thiểu là 40 tiếng đồng hồ trong vòng 4 ngày, đáp ứng năng suất công việc và được người giám sát chấp thuận yêu cầu. Một số chuyên gia nhận định chương trình thí thử nghiệm này có thể mang lại những lợi ích như là giảm bớt tình trạng căng thẳng cải thiện sức khỏe tinh thần và tăng thêm sự hài lòng trong công việc của các nhân viên. Với khoảng 400 nhân viên thì bộ doanh nghiệp của chính phủ Indonesia là một trong những bộ ngành có quy mô nhỏ nhất trong số 34 bộ ngành của quốc gia này. Hiện nay chưa rõ cuộc thử nghiệm nói trên có mở rộng sang các bộ ngành khác hay không. Trên thế giới, càng ngày càng có nhiều quốc gia và các công ty áp dụng mỗi tuần làm việc chỉ có 4 ngày sau đại dịch Covid-19 một số quốc gia tại châu âu đã thử nghiệm chương trình này bao gồm nước đức, bỉ, anh quốc, tây ban nha và bồ đào nha. còn tại châu á, một số thành phố ở nhật bản cũng đã có phương thức lao động như thế. tranh cãi chuyện lắp đồng hồ canh giờ trên toilet nữ ở thắng cảnh của trung quốc. hàng đá vân cương là quần thể đền thờ hang đồng ở tỉnh sơn tây của trung quốc. Đây là một trong ba địa điểm điêu khắc đá Phật giáo cổ đại nổi tiếng nhất của Trung Quốc và được UNESCO công nhận là di sản của thế giới. Ước tính có khoảng 3 triệu du khách đến tham quan các tượng Phật nổi tiếng ở hang đá Vân Cương trong năm 2023, theo thống kê của Tổng cục Du lịch Trung Quốc. Khi không có người sử dụng thì bản điện tử hiện chữ trống màu xanh lá. Khi mà có người thì bản điện tử thể hiện thời gian chính xác là một người vào kể từ thời điểm đóng cửa. Một khách tham quan cho hay, bản thân của cô cảm thấy xấu hổ khi mà có đồng hồ báo giờ, như thể là bản thân đang bị theo dõi trong buồng vệ sinh. Một nhân viên cho biết, việc lắp đặt trên nhằm đáp ứng nhu cầu du khách đang gia tăng khi mà áp lực cho toàn bộ dịch vụ tại hang đá Vân Cương. Tuy nhiên thì người này đã bác bỏ nghi ngờ cho rằng đây là biện pháp nhằm kiểm soát thời gian sử dụng toilet nữ. Một nhân viên khác thì chia sẻ với tờ Nanchang Evening News rằng là việc canh giờ sử dụng cho phép phát hiện những trường hợp khách tham quan gặp vấn đề khẩn cấp trong lúc mà đang khóa trái cửa phòng vệ sinh, từ đó được nhanh chóng hỗ trợ. Vẫn tư đến từ Á Châu, các bác sĩ tại các bệnh viện lớn ở thủ đô Hán Thành của Nam Hàn và các khu vực lân cận đã quyết định tổ chức một cuộc đình công vô thời hạn, trong khi các giáo sư y khoa quyết định tham gia cùng các bác sĩ cộng đồng trong cuộc đình công giới hạn trong vòng một ngày do Hiệp hội Giáo sư Y khoa Nam Hàn tổ chức và cuộc đình công này bắt đầu vào ngày 18 tháng 6 sắp tới đây. Người đứng đầu Hiệp hội Giáo sư Y khoa của Nam Hàn là Kim Chang Su cho hay, Hiệp hội này đã quyết định tham gia cuộc đình công, mặc dù vẫn chưa rõ có bao nhiêu giáo sư sẽ tham gia. Các giáo sư y khoa tại bốn bệnh viện lớn liên kết với Trường Đại học Quốc gia Hán Thành cũng cảnh báo đình công vô thời hạn, bắt đầu từ ngày 17 tháng 6. Tiếp bước các vị bác sĩ này thì các giáo sư y khoa tại ba bệnh viện lớn của Đại học Yonsei, đó là bệnh viện Severance, bệnh viện Severance Gangnam và bệnh viện Severance Yongin cũng đã bỏ phiếu quyết định tiến hành cuộc đình công vô thời hạn bắt đầu từ ngày 27 tới tháng 6. Các giáo sư y khoa kêu gọi chính phủ Nam Hàn hãy hủy bỏ hoàn toàn các lệnh hành tránh áp dụng đối với các bác sĩ nội trú và các thực tập sinh đã nghỉ việc kể từ cuối tháng 2, đồng thời lưu ý rằng chính phủ nên thảo luận lại từ đầu về việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đại học y khoa. Bất chấp sự phản đối quyết liệt của các bác sĩ thực tập, thì cuối tháng trước, chính phủ Nam Hàn đã hoàn tất việc gia tăng chỉ tiêu tuyển sinh lên khoảng 1.500 sinh viên vào các trường y khoa, đánh dấu lần tăng đầu tiên như vậy trong suốt 27 năm qua. Chính phủ Nam Hàn cũng yêu cầu các bác sĩ cộng đồng hãy tiếp tục điều trị y tế và báo cáo với chính quyền Nam Hàn nếu như họ đóng cửa các cơ sở kinh doanh vào ngày đình công. Tại Trung Quốc, tài liệu tuyệt mật được mua chưa tới một bị Kim ở xưởng tái chế, một người có niềm say mê lịch sử quân sự tại Trung Quốc đã mua được 4 cuốn sách bị vứt đi với giá chưa tới 1 mỹ kim và một xưởng tái chế trong khu dân cư, đó là tài liệu quân sự tuyệt mật, theo hãng tin AP cho biết. Bộ an ninh nhà nước Trung Quốc kể về một câu chuyện trong một bài viết trên mạng xã hội vào hôm thứ Năm ngày 13 tháng 6, ca ngợi một người đàn ông nghỉ hưu vì đã gọi cho đường dây nóng để trình báo vụ tài liệu mật. Đường dây nóng chỉ nói với ông họ Trương và không nói ra nội dung của tài liệu mật bài viết đó được đăng lại trên ít nhất là hai trang tin tức phổ biến tại trung quốc đó là bài viết mới nhất trong hàng loạt bài viết do cơ quan an ninh công bố dường như đang cố gắng thu hút thêm nhiều dân trong chiến dịch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của an ninh quốc gia trong thời điểm trung quốc ngày càng có nhiều cuộc đối đầu với hoa kỳ cả hai cường quốc ngày càng lo sợ bị đánh cắp hoặc là tuồn tài liệu mật và tuyệt mật các đặc vụ an ninh nhà nước ngay lập tức đã tới xưởng tái chế sau khi người đàn ông họ Trương trình báo những chuyện vừa xảy ra. Sau khi điều tra thì họ phát giác ra rằng hai nhân viên quân đội được giao trách nhiệm hủy hơn 200 cuốn sách bằng cách xé vụn nhưng lại đem bán số sách đó cho một trung tâm tái chế dưới dạng giấy thải, tổng cộng là 65 pounds tương đương với khoảng là 30 kg các đặc vụ tịch thu hết mớ sách và quân đội Trung Quốc đã bị tất cả đầu mối liên quan tới vụ giải quyết tập tài liệu mật này. trong những năm gần đây thì các công ty cố vấn ngoại quốc và Trung Quốc hoạt động trong nước từng bị điều tra về sở hữu hoặc là phát tán tin tức về nền kinh tế quân sự của nước này. thưa quý vị sau đây là phần tin Việt Nam. Hàng ngàn người từ khắp các tỉnh thành của Việt Nam đổ về xã Iato, huyện Iakrai của tỉnh Gia Lai để tìm địa điểm sư thích minh tuệ ẩn tu, khiến cho công an phải lập chốt ngăn chặn, trong khi mạng xã hội loan tin là nhà sư thích minh tuệ bị mất tích. Theo tờ báo Thanh niên trong nước, kể từ sáng sớm hôm qua, 13 tháng 6, Giới hữu trách huyện Ia Cry đã cho lực lượng công an, quân đội và dân phòng đến ngăn cản những người đi tìm sư Thích Minh Tuệ để chiêm bái. Bên cạnh những người hiếu kỳ thì lực lượng hữu trách cũng ngăn chặn các YouTuber và các TikToker đang có mục đích lợi dụng tên tuổi và hình ảnh của sư Thích Minh Tuệ để trục lợi trên các trang mạng xã hội. Kể từ khi có tin là nhà sư Thích Minh Tuệ trở về tỉnh Gia Lai để làm căn cứ công dân và ẩn tu tại huyện Ia Crai, Hàng ngàn người dân khắp nơi đã tìm đến nơi này với mong muốn nhìn thấy được nhà sư Thích Minh Tuệ. Nhiều người tìm mọi cách để đến gần ngài hoặc đến căn lều của ngài cũng như là tỏa đi các ngã đường có khả năng nhà sư Thích Minh Tuệ đang đi khắc thực. Trong khi đó, theo Facebook có tên là Thành Tuân Loan tin cho biết như sau: Nhà sư Thích Minh Tuệ tiếp tục bị mất tích lần thứ nhì. Sáng hôm qua, sau khi nhà sư Thích Minh Tuệ đi khắc thực xong, đã bị người dân bao vây quá đông, thậm chí lúc nhà sư về cũng bị theo về tới tận căn lều tôn rồi bị bao vây đông nghẹt. Sau khi nhà sư Thích Minh Tuệ về tới căn lều bằng tôn này, thì Ngài đi sâu vào rẫy một mình. Kể từ đó, mọi dấu vết của Ngài Thích Minh Tuệ không còn nữa. Mọi người đã tiến vào căn lều bằng tôn cũng không thấy nhà sư Thích Minh Tuệ đâu và mọi người đang nháo nhào tìm kiếm. Tính đến 1 giờ 20 phút chiều ngày 13 tháng 6, tức là hôm qua, không còn ai trông thấy ngày. Theo nguồn tin của Nhật báo Thanh niên trong nước, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng đã có chỉ thị khẩn cấp và cụ thể về trường hợp nhà sư Thích Minh Tuệ để làm sao bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại địa phương cũng như việc tu tập riêng của nhà sư Thích Minh Tuệ. Dân Hà Nội ngủ vỉa hè, điểm danh trong đêm để mua vàng bình ổn giá. Một cảnh tượng bi hài vừa được các nhà báo ở Việt Nam ghi nhận. Người dân Hà Nội ngủ vỉa hè, điểm danh trong đêm để chờ mua vàng bình ổn giá trước cửa phòng giao dịch các ngân hàng. Vàng bình ổn giá là khái niệm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tạo ra, nhằm bán vàng với giá thấp hơn giá tại các tiệm vàng, Tuy vậy, thì số lượng vàng bình ổn giá bán ra khá nhỏ giọt trong những ngày qua, và chủ yếu là để cho các báo tuyên truyền và biện pháp của chính phủ để cố gắng thu hẹp khoảng cách trên lệch với giá vàng thế giới. Theo ghi nhận của tạp chí tri thức News vào hôm 13 tháng 6, tại chi nhánh Agribank, Mổ Lao Hà Đông, Hà Nội, thì từ 11 giờ đêm hôm trước đã có ít nhất là 200 người dân xếp hàng mua vàng. Ông Minh Hoàng ở quận Hà Đông một trong những người xếp hàng tại đây được nhìn thấy mang theo cả chăn gối để ngủ qua đêm trên vỉa hè. Đám đông xếp hàng thấp thỏm lo âu vì nhà băng Agribank thông báo chỉ có 100 suất mua vàng trong ngày 13 tháng 6 tại phòng giao dịch này, mỗi suất được mua một lượng. Trong khi đó thì càng gần nửa đêm, lượng người đến xếp hàng càng đông. Một số người chậm chậm bày tỏ mong muốn mua lại lượt xếp hàng của người đến trước nhưng bất thành. Cùng thời điểm thì báo Thanh niên cho biết, nếu không muốn khổ cực xếp hàng vào ban đêm, thì khách hàng có thể chọn mua vàng online trên trang web của ngân hàng Vietcombank. Tuy vậy thì sau khi thử sử dụng dịch vụ này, phóng viên của tờ báo phải thừa nhận rằng là không dễ. Khối hiệp châu Âu bãi bỏ lệnh kiểm soát đối với mì ăn liền của Việt Nam. Kể từ ngày 2 tháng 7 sắp tới đây, loại mì ăn liền của Việt Nam xuất cảng sang châu Âu sẽ không phải chịu các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm nữa, bởi vì trước đây bị kiểm soát là dư chất ethylene oxit. Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và châu Âu cho biết như sau, Ủy ban châu Âu, tức là EC, thông báo về quy định các biện pháp quản lý nhập cảng hàng nông sản, thực phẩm từ các quốc gia thứ ba vào thị trường này. Theo đó, loại mì ăn liền của Việt Nam xuất cảng sang khối hiệp châu Âu được đưa ra khỏi danh sách bị kiểm soát an toàn thực phẩm do đã đáp ứng được các quy định. Trước đó, từ tháng 2 năm 2022, các loại mì ăn liền của Việt Nam phải chịu sự kiểm soát về phẩm chất khi vào thị trường châu Âu như là phải có chứng thư do cơ quan quản lý của Việt Nam cấp phát, rồi kiểm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật với nhịp độ là 20% tại hải cảng. Ethylene oxit thường được sử dụng làm chất khử trùng và có hiệu quả cao trong một số sản phẩm nông sản Chất này cũng được sử dụng để khử khuẩn các nguyên liệu thực phẩm, đặc biệt cho gia vị và thảo mộc như là ớt bột, tiêu cũng như quế do yêu cầu luôn cần phải kiểm tra thường xuyên vi khuẩn Salmonella. Hiện nay, mỗi quốc gia và mỗi khu vực đều đưa ra quy định về chất ethylene oxit khác nhau, có nơi siết chặt như là tại khối hợp châu Âu, thế nhưng một số quốc gia khác thì lại nới lỏng hơn. Ngoài các loại mì ăn liền thì khối hiệp châu Âu cũng điều chỉnh quy định kiểm tra với một số mặt hàng nông sản khác của Việt Nam. Trong đó, Thanh Long tăng nhịp độ kiểm tra tại biên giới từ 20 lên 30%. Bộ Công thương Việt Nam khuyến cáo các công ty sản xuất hàng nông sản, lương thực thực phẩm cần phải gia tăng việc kiểm soát chất lượng cũng như là đáp ứng các yêu cầu của khối hiệp châu Âu. Việc này giúp cho các công ty công nghiệp tiếp tục xuất cảng ổn định vào thị trường châu Âu và bảo vệ cho uy tín hàng hóa xuất cảng từ Việt Nam. Lừa gần 1.6 triệu Mỹ Kim của người tham tiền thừa kế, ông Sài Gòn lãnh án trung thân. Bị cáo Hồ Văn Toàn, 34 tuổi ở thành phố Thủ Đức, Sài Gòn, vừa bị kết án trung thân với cáo buộc lừa 40 tỷ đồng, tương đương với khoảng gần 1.6 triệu Mỹ Kim của ba người đàn ông khác nhau. Tờ báo Tuổi Trẻ vào hôm 13 tháng 6 dẫn cáo trạng vụ án cho biết, hồi năm 2018, bị cáo Toàn đã quen biết anh NTN qua mạng xã hội. Sau đó, anh N đã nhờ bị cáo Toàn giúp xin vào làm tại một tập đoàn. Đến khi mà khám sức khỏe, anh N đã nhận biết mình bị HIV nên báo cho anh Toàn biết. Bị cáo Toàn nói dối rằng bên Úc đang thử nghiệm thuốc chữa bệnh HIV và ngỏ lời giúp anh An qua Úc chữa bệnh với chi phí là 90 triệu, tương đương với khoảng là 3.537 Mỹ Kim. Đến cuối năm 2020, gia đình của anh An nhận thấy có dấu hiệu bị anh Toàn lừa nên đã đòi tiền lại. Lúc này thì Toàn cắt ghép làm giấy tờ chuyển khoản cho gia đình bị hại. Một nạn nhân khác cũng bị Hồ Văn Toàn lừa đó là ông NVA 72 tuổi, người cho bị cáo thuê nhà. Để lấy lòng ông này, bị cáo Toàn tặng quà và nói dối rằng mình có nhiều tài sản thừa kế, cần tiền nộp thuế nên đã mượn tiền ông A. Hứa hẹn sẽ chia một phần tài sản khi hoàn tất thủ tục. Bị cáo Toàn liên tiếp nói dối với ông A về chi phí làm thủ tục thừa kế, phí bôi trơn, giấy tờ và giấy chấp ngân hàng thậm chí bị cáo toàn còn hứa hẹn sẽ giúp cho con trai của ông A lấy quốc tịch Mỹ và chia thừa kế cho anh này. Với thủ đoạn nêu trên, ông A đã chuyển cho anh toàn 36.5 tỷ đồng tương đương với khoảng 1.4 triệu. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử cho rằng bị cáo toàn đã lưu tiền tích cóp phòng thân của người bệnh, người cao tuổi Hành vi lừa đảo của bị cáo Toàn khiến cho ba gia đình của nạn nhân điều đứng, lâm vào hoàn cảnh khó khăn nên cần có mức án tương thích. Nhiều hãng hàng không tại Việt Nam đã tổ chức các chuyến bay đêm để giảm giá vé, thế nhưng vẫn bị ế. Các hãng hàng không tại Việt Nam đều cho tăng các chuyến bay đêm nhằm giảm giá vé, thế nhưng họ vẫn bị ế vì có nhiều vấn đề. Nhật báo VN Express trong nước hôm 13 tháng 6 cho hay, từ nửa cuối năm ngoái cho tới nay, giá vé tại việt nam nhất là giá vé nội địa đã tăng cao bởi các hãng hàng không trong nước bị thiếu hụt máy bay trầm trọng do vậy hai tháng gần đây các hãng hàng không tại việt nam đã cho tăng thêm các chuyến bay và bổ sung thêm nhiều chuyến bay nội địa vào ban đêm và sáng sớm nhằm để giảm giá vé theo cơ quan hàng không thì các hãng như là vietnam airlines Vietjet Air, Viettravel Airlines và cả Bamboo Airways cũng đã tăng thêm thời gian cho mỗi chuyến bay từ 10 giờ cho tới 12.5 giờ một ngày nhằm tăng thêm khoảng từ 2.000 cho tới 3.100 chuyến bay sau 9 giờ tối hàng ngày trên các tuyến bay nội địa, tương đương 1 triệu 400 000 vé được bổ sung thêm. Do bay đêm cho nên giá vé rẻ hơn so với các chuyến bay ban ngày. Thí dụ, tuyến bay giữa Hà Nội và Sài Gòn, các chuyến bay đêm trong tháng 7 có thể có giá thấp hơn gần 20% so với các chuyến bay vào ban ngày. Tuy nhiên, mức giá thấp cho các chuyến bay đêm cũng chưa đủ hấp dẫn khách hàng. Ông Lê Hồng Hà, là CEO của Vietnam Airlines, cho hay chỉ riêng tháng 5 vừa qua, hãng hàng không này đã phải hủy bỏ 10% số chuyến bay đêm vì không có đủ khách. Điều này đã khiến cho hãng hàng không này bị mất sự chủ động cho giai đoạn cao điểm sắp tới. Lý do khách hàng chưa sẵn sàng bay vào ban đêm là bởi vì họ có thể mất thêm một đêm lưu trú khi mà chính sách nhận hoặc là trả phòng của các khách sạn chưa linh hoạt. Đồng thời, các phương tiện công cộng khác phục vụ nhu cầu di chuyển vào ban đêm cũng chưa thuận lợi. Hồi tháng trước, Giám đốc của một hãng hàng không tư nhân cũng chia sẻ việc tăng thêm chuyến bay vào ban đêm để phục vụ cho hành khách với mức giá tốt hơn. Thế nhưng trên thực tế, hãng hàng không này còn phải chịu chi phí cao hơn ban ngày vì phát sinh thêm các chi phí phụ và cho các chuyến bay vào ban đêm. Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây là phần tin địa phương. Hai thanh niên bị đâm ở mesa một người thiệt mạng, nghi can đã tẩu thoát. Hai người bị đâm ở Kosmosa, trong đó có một người thiệt mạng, còn người kia thì bị thương và nghi can thì tẩu thoát. Cảnh sát loan báo của hôm thứ tư ngày 12 tháng 6. Khoảng 11 giờ đêm thứ ba, cảnh sát nhận được tin báo rằng là có một người bị đâm trong khu 1.700 đường Plešnica. Cảnh sát ở Kosmosa ra thông báo báo chí cho biết như vậy. Khi tới hiện trường thì cảnh sát thấy một thanh niên 22 tuổi người Hispanic bị nhiều vết đâm đang nằm ở dưới đất. Nhân viên cấp cứu cố gắng sơ cứu nạn nhân nhưng người này đã qua đời ở hiện trường. Trong lúc điều tra, cảnh sát biết được một thanh niên 19 tuổi người Hispanic bị đâm trước đó vài phút trong khu vực đường Placentia với Shalimar. Nạn nhân này bị thương nhẹ và được người nhà chở đi bệnh viện. Điều tra viên tin rằng cả hai nạn nhân đều do cùng một nghi can đâm và vụ này có lẽ dính líu tới bằng đảng. Một người đàn ông gốc Việt từng đốt nhà hàng và từng đập phá nhiều cửa tiệm người Việt ở miền Bắc California vừa bị bắt giữ. Vào sáng sớm thứ Tư, 12 tháng 6 vừa qua, vào khoảng 2 giờ rưỡi sáng, cảnh sát tại thành phố Milpitas đã nhận được cuộc điện thoại 911 liên quan tới nhà hàng McDonald tại số 41 Ranch Drive bị bốc cháy. Vào thời điểm đó, nhà hàng này đóng cửa và không có ai bên trong. Nhiều người nhìn thấy một người đàn ông liền thứ gì đó qua cửa sổ của nhà hàng và làm bể kiến rồi gây ra vụ hỏa hoạn nói trên trước khi lái xe bỏ chạy. Chưa đầy 3 phút đồng hồ sau, một cảnh sát của thành phố Peters có mặt tại khu vực này và một cảnh sát khác tìm được nghi can cách đó nửa dặm đường. Ngay sau đó, sở cứu hỏa của thành phố Peters đã kịp thời dập tắt đám cháy ước tính sự thiệt hại tài sản vào khoảng 150.000 Mỹ Kim. Nghi can có tên là Tài Văn Trịnh, 46 tuổi. Người này bị giam giữ tại nhà tù chánh ở quận hạt Santa Clara với các tội danh đó là phá hoại tài sản và đốt phá. Là cư dân của thành phố Mill Peters, Ông Tài Trịnh từng bị đưa lên báo vào năm 2020 vì đã phá hoại hàng loạt các doanh nghiệp do người Việt Nam làm chủ ở thành phố San Jose và thành phố Milpitas. Vào ngày 22 tháng 4 năm 2020, vào khoảng 3 giờ 15 phút sáng, thì cảnh sát của thành phố San Jose nhận diện được tài chính là nghi can đập phá cửa sổ Lee Sandwich ở địa chỉ số 2525 đường King và 2471 đường Barijasa, rồi tiệm Seven Leaf Cafe tại địa chỉ là 1743 Barijasa, rồi tiệm Tasty ở địa chỉ là 1610 tại đường Capiro, cũng như tiệm phở Ý số 1 Noodle số nhà là 2050 Concord Drive. Cùng buổi sáng thì tại Mupirus Nghi can này đã đập cửa sổ ba cơ sở thương mại trên dãy phố 200 đường West Calaveras sau vụ phá hoại vào hôm thứ tư vừa qua. Thì cảnh sát của Millpillas đưa ra thông cáo báo chí nếu công chúng có bất kỳ tin tức nào liên quan tới cuộc điều tra về vụ đốt phá nói trên, xin gọi cho sở cảnh sát Millpillas theo số phone 408-586-2400. Ngoài ra, nếu người nào muốn thông báo ẩn danh thì xin gọi cho đường dây nóng theo số phone là 408 586 2500. Và sau đây là bản tin cuối của ngày hôm nay thưa quý vị. Một chiếc xe Tesla đang tự lái tông vào chiếc xe cảnh sát ở Fullerton thưa quý vị. Một chiếc xe Tesla đang tự lái tông vào xe cảnh sát đang đậu ở Fullerton trong lúc giới công lực đang điều tra vụ tông xe chết người trước đó. Theo nguồn tin cảnh sát loan báo vào hôm thứ Năm ngày 13 tháng 6 được đài KTLA dẫn lại sự việc xảy ra khi một cảnh sát viên đang chặn đường ở um, Store để điều tra vụ tông xe làm một người lái xe mô tô thiệt mạng ở cùng khu vực đó cảnh sát viên này đang đứng bên ngoài xe tuần tiểu khoảng nửa đêm thấy chiếc xe tesla đang lao về phía ông mà không chạy chậm lại cảnh sát viên này nhảy sang một bên để tránh khi mà chiếc xe tesla đâm vào xe tuần tiểu làm chiếc xe tuần tiểu quay vòng và bị hư nặng phần đầu cảnh sát viên này không bị thương lúc đó thì chiếc xe tesla đang tự lái và tài xế thú nhận là đang dùng điện thoại về vụ chiếc xe mô tô bị tông chết cùng hiện trường thì tài xế xe hơi tông chết người lái mô tô bị bắt với cáo buộc là say rượu lái xe và lái xe không có bằng lái cảnh sát không nêu danh tính người lái mô tô chỉ cho biết là người đàn ông nạn nhân đang dừng xe ở đèn đỏ thì bị tông chết